Xin chào anh em, thưa anh em, video này dành cho những anh em nào kéo mốc cùng với Yanma IM357, IM351 như thế này thì anh em sẽ phải làm một số các cái thao tác khi mà chúng ta kéo mốc cầu đẩy cho IM3. Và thưa anh em, đây là máy kéo IM3 mới tinh của Yanma Thanh Hóa cung cấp đến cho anh em. Và nếu anh em nào quan tâm đến những chiếc máy kéo IM3 như thế này dành cho đa năng các loại công việc và đặc biệt những anh em kéo mốc thì Mạnh cho rằng IM3 sẽ rất là thuận tiện, nhưng có vài thao tác mà anh em cần hết sức lưu ý. Mạnh sẽ nói rất kỹ cho anh em ở trong video này để anh em khi mà đóng mốc cầu đẩy cho máy kéo IM3 sẽ được tốt hơn và chạy nó trơn tru hơn bằng các cái thao tác rất quan trọng. Nhớ cho Mạnh một điều là phải thay cái con bu lông rừng của cái bộ côn PTO bằng cái bu lông của Yanma Thanh Hóa cấp cho anh em, cùng với cái công tắc điện gọi là bộ phụ kiện để cho anh em có thể lắp được móc cầu đẩy cho IM3 51357 một cách ngon lành, chuẩn và công năng nó cải thiện hơn so với các cái loại máy mà PTO liền nhé. Và chúng ta khi mà chúng ta mua máy ở Yanma Thanh Hóa thì chúng ta sẽ có cái công tắc điện để chúng ta lắp vào chân côn, dây điện, dắt điện, mọi thứ đó vào chân côn, và một cái bu lông nắp bịt thay cho cái bu lông rừng, rất quan trọng thưa anh em, bắt buộc phải có cái đó thì chúng ta sẽ chế được cái hệ thống móc cầu đẩy cũng như là sử dụng cái móc cầu đẩy tìm cái đồng tốc cũng như là lái cái máy cùng với móc cầu đẩy nó rất là trơn tru. Thưa anh em là khi mà chúng ta sử dụng được cái PTO rời kết hợp với độc lập dùng cho kéo cái móc cầu đẩy thì chúng ta sẽ được hai cái lợi thế rất là lớn, đó là xe máy kéo của chúng ta đang di chuyển chúng ta vẫn có thể không cần phải âm côn mà chúng ta vẫn đóng được cái cầu đẩy để đẩy thêm lực cho cái máy kéo cũng như cái móc nó vượt qua cái chỗ nặng. Ví dụ như chúng ta đang kéo mình cái máy lên một cái dốc nặng hoặc là tại một cái vị trí rất là nặng mà chúng ta lại lúc đó chúng ta lại muốn đóng số PTO mà chúng ta phải âm côn lại cái thì máy nó sẽ dừng lại, nhưng đây không cần phải như vậy. Chúng ta không cần phải âm côn, chúng ta chỉ cần ấn cái nút điện của PTO bên phía trên ngay bên phải chúng ta ngồi là ngay lập tức nó sẽ đóng cái PTO của cái cầu đẩy và nó đẩy cả cái máy đi để làm sao được chúng ta thoát những cái chỗ kéo nặng rất là dễ. Hoặc là chúng ta đang đi nhanh trên đường, chúng ta hoàn toàn có thể đóng được cái cầu đẩy hoặc là tắt được cái cầu đẩy một cách dễ dàng. Rồi ngoài ra thưa anh em là chúng ta sẽ dễ chọn các cái thông số, dễ chọn các cái thông số đồng tốc giữa máy kéo và móc để làm gì, để nó không bị phá số, không bị phá PTO hoặc là nó không bị phá số của móc của máy, bởi vì hai cái PTO đó là rời và chúng ta đã tháo cái con bu lông rừng như Mạnh nói cho anh em biết là nó không dừng cái trục PTO, không khoanh cứng cái trục PTO nữa mà trục PTO nó sẽ trôi theo cái chuyển động của cái móc, thì chúng ta sẽ rất chủ động mày nói nhá, rất chủ động trong cái việc là ra vào số của trục PTO đồng nghĩa với của cái số cầu đẩy, thì chúng ta sẽ lái cái máy, thao tác cái máy nó nhàn nhã ngon lành hơn. Và thưa anh em đi về phía sau mình sẽ chỉ cho anh em biết là cái IM3 51357 tại sao mình nói đóng móc nó sẽ rất là có lợi thế, và cũng như là khi mà chúng ta đóng móc ấy của IM3 57 ấy thì chúng ta kéo nó sẽ khỏe hơn là một, thứ hai nữa là các cái công năng tính năng của nó để cho dành cho móc cầu đẩy đóng cắt nó sẽ ngon lành hơn. Và thưa anh em nhìn cái hệ thống khung gầm này, hệ thống khung của nó rất là chắc. Đây là đòn kéo này và khung này, anh em thấy không này, khung sắt gia cố này, khung sắt gia cố của đòn kéo rất là chắc. Đây toàn bộ hệ thống khung số, riêng cái cụm vỏ này là một cái cụm vỏ có cái độ dày rất là lớn nhá, dày lớn lắm, dày như là gần như là cái kiếm này luôn, dày lắm. Đây cái bộ vỏ đây, bởi vì là nó là thiết kế loại trục thẳng bánh răng hành tinh nên là nó có cái độ dày của cái vỏ hộp số giữa rất là dày, nên là chúng ta sẽ kéo móc được những cái
trọng lượng cũng như là cái độ nặng của cái móc nó được nhiều hơn. Anh em quay sâu xuống dưới cho mọi người thấy cái gầm kéo móc nó như thế nào, quay xuống dưới ngửa lên xuống để cho anh em thấy nó khác tất cả các cái dòng máy thông thường khác về cái độ chắc, độ cứng của vỏ kéo, vỏ hộp số, vị trí mà lắp cái móc kéo đó. Và thưa anh em, nếu như anh em quan tâm đến những chiếc máy kéo IM351, 357 để đóng móc kéo móc với cái hệ thống móc nó, hệ thống với vị trí kéo móc nó được gia cố ngay từ nhà máy sản xuất, thì hãy liên hệ với Gian Ma Thanh Hóa với số điện thoại 0343672789 hoặc đến với km số 8 quốc lộ 45 Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa để xem, để nghiên cứu hoặc là để trải nghiệm cái máy, và chúc anh em lựa chọn được những chiếc máy phù hợp với công năng công việc của anh em. Khi mà làm máy thì người khỏe, máy khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.